Tranh cãi này lừa clip Lý Hiện gào thét, nổi giận hét vào mặt fan tại sân bay khiến người hâm mộ hoảng sợ, chạy tán loạn. Ngày hôm nay, Weibo xứ Trung xôn xao với đoạn video gây tranh cãi của Lý Hiện. Nam diễn viên được mệnh danh bạn trai tháng 7, gây sốt mùa hè năm ngoái bị paparazzi ghi lại khoảnh khắc nổi nóng, phát hỏa khi có nhiều người hâm mộ vây quanh. Theo thông tin, theo lịch trình, Lý Hiện tới đảo Tam Á. Khi anh vừa đặt chân xuống sân bay, một lượng fan không hề nhỏ liền đi theo, liên tục chụp ảnh, quay phim, tạo thành một đám đông lớn. Ban đầu, Lý Hiện không bày tỏ thái nào, tuy nhiên sau đó anh bất ngờ nổi giận, gào thét vào mặt fan, cho tôi chút tự do được không hả? Các fan nữ bất ngờ giật mình hoảng sợ, ngay lập tức bỏ chạy. Clip Lý Hiện gào thét, nổi nóng với các fan tại sân bay. Lý Hiện nổi giận với các fan liên tục chụp hình, quay phim. Nam diễn viên chỉ thẳng mặt paparazzi yêu cầu đừng chụp. Chưa dừng lại ở đó, Lý Hiện khi phát hiện có cảnh phóng viên ghi hình liền giơ tay chỉ thẳng vào ống kính và nói, còn các người nữa, paparazzi, đừng có mà chụp nữa. Một lúc sau, vì quá tức giận, Lý Hiện giơ điện thoại ra chụp lại cảnh paparazzi theo sát đuôi. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung tranh cãi nảy lửa, anh ta nổi giận cái gì vậy? Minh tính mà như thế sao? Đây là lịch trình cá nhân của Lý Hiện, anh ấy đi nghỉ mát, vậy mà các fan vẫn bám đuôi bằng được để quấy rầy. Chính vì thế Lý Hiện mới nổi giận, chắc chắn những người kia phải làm gì quá đáng lắm mới khiến Lý Hiện nổi giận tới vậy. Người ta đi nghỉ ngơi thôi cũng không yên, tôi thì thấy anh ta quá hung dữ, sao phải nổi giận tới nhường này? Bạn có thể chọn nhiều mục, bình chọn của bạn sẽ được công khai. Quá hung dữ, không thể chấp nhận được. Hoàn toàn bình thường, chỉ là nổi giận với fan do bị làm phiền thôi. Nguồn, Weibo. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.